Và bây giờ các bạn sẽ lấy tên của đội mình là gì, một cái tên nào đó thật là nguy hiểm vào để chứng tỏ sức mạnh của các bạn. Bây giờ đội của mình hồi nãy giờ cũng hơi lanh chút xíu, hơi xéo sắc chút xíu, nhưng mà cho nó vui thôi. Cho nên thôi bây giờ thôi quyết định là chậm lại. Một chút chậm lại một. Một tiếng nữa nó chỉ chút. Chút. Đó chính là tên gọi của đội của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn. Nhưng khi bấm chuông đừng có chậm lại một chút là bao thua nha. Đội bạn đã lấy một cái tên rất là kêu, đó là chậm lại một chút. Bây giờ em phải chọn một cái tên nào để nó đủ nặng ký thách đấu cùng với đội của các bạn đây. Hay làm đặt cái tên nó rất là nhân văn, nhanh thấy bà nội. Bắt đầu tào lao rồi đó. Chứ lấy tên gì? Nhanh như thỏ. Nhanh một giây chậm một đời. Phía sau tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Tên gì Trinh? Nhanh như cách mà người yêu cũ ngoảnh mặt. Cái gì? Cái gì? Trinh. Em phải nghĩ cho tụi anh chứ. Và bây giờ là đội nhanh như cách gì người yêu ngoảnh mặt. Mệt lắm. Mình đặt cái tên gì đó nó sang hơn đi. Nè, em là Trinh đúng không? Thì là Trinh trùng trùng. Nhanh dữ vậy đi anh. Nhanh dữ vậy, đó, vậy đi. Đón xem tập 12 Sàn đấu ca từ phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2017 trên kênh HTV7.